Ok, xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay là buổi nhận định thị trường ngày 5 tháng 3 năm 2024. Mình cùng điểm qua về thị trường một xíu ha. Hôm nay thì thị trường của mình tăng được 8 điểm và thanh khoản vẫn đang ở giữ cái mức là trên 24.000 tỷ. Và với mốc thanh khoản này thì mình thấy hiện tại là dòng tiền của mình vẫn đang rất là khỏe ở trong thị trường. Vì vậy là mình nghĩ Veni của mình sẽ hy vọng là sẽ tới được xa hơn, những cái cột mốc nó xa hơn nhé. Nói chung dòng tiền ở đây vẫn quyết định khá là nhiều. Về cản ở tuần này thì mình vẫn giữ quan điểm là cản vẫn quanh cái vùng này nè, đó là vùng 1267, 1268 thì là cản của tuần. Và mọi người thấy ở đây á thì mình sẽ có, thứ nhất là Veni của mình là đang chạm ý chí 65 rồi tuần, và thứ hai là ở cái trend line chéo thì mình thấy là đang tiếp xúc với lại cái trend line chéo này, thì ở đây chắc chắn sẽ có lực cung ở trên này thôi. Thứ nhất là một số anh chị em là mình mua ở dưới này đúng không, lên trên này thì mình bán, mình bắt đầu mình sợ, mình thấy là khá nhiều nhóm là có hô là bán từ tuần trước nữa, nhưng mà giờ thì rất là nhiều tài khoản, ngay chính những tài khoản mà hiện tại là mình đang quản lý á, là có một số anh chị em thì lỡ là mua vào cái T cộng bán ra cái là bây giờ đứng ngoài luôn, kiểu có cảm giác sợ như thế nào đó. Thì mình chỉ nói vấn đề này nhé, là thứ nhất là mọi người, nếu mà mọi người mua và mọi người xác định mua thì mọi người mua hết tuần này thôi. Và cái thứ hai á là những ai cầm tiền thì nếu tuần này không mua thì tuần sau mình hy vọng là mọi người sẽ không có nhảy vô mua, khi mà nhiều khi là nó kéo mạnh lên đúng không, xong bắt đầu là nó giảm nhẹ cái là bắt đầu là mọi người mua theo thì rất là nguy hiểm. Còn về thị trường nhé, hiện tại là mình chưa có thấy tín hiệu nào xấu cả, một bất kỳ một cái tín hiệu nào xấu mình cũng chưa thấy, nhưng mà cái vấn đề là mình phải có những cái phiên tích lũy lại, ví dụ như là phiên của khoảng đâu đó là khoảng tháng 8, tháng 9, 2020 là những cái phiên đi ngang như vậy, tích lũy lại dần dần. Nhưng mà mọi người để ý là cũng có một tuần là Veni của mình là đi đâu đó là khoảng tầm 4% nhé, khoảng tầm 4%. Thì mình nghĩ là sắp tới ở tuần sau mình dự kiến là Veni của mình cũng giảm khoảng tầm tương đó và đánh gần giống như 2020. Mà nếu mà đánh giống 2020 thì mọi người hiểu cái vấn đề của mình là đang như thế nào rồi đúng không, là mình sẽ có một cơn sóng. Mọi người để ý FRT đi sao thì có thể Veni sẽ đi theo như vậy, nghĩa là Veni có thể là lên ví dụ ngày 5, ngày 6 chẳng hạn kiểu vậy. Quan trọng với cái kịch bản Veni lên 1.500 và 1.600 thì mọi người làm như nào, mọi người cư xử như nào đối với thị trường, hay là hiện tại Veni chỉ mới lên vùng 1.270 là mọi người bắt đầu là mọi người bán và mọi người đứng ngoài luôn, hoàn toàn đứng ngoài luôn, hay là giữ một phần cổ phiếu khoảng tầm là chỉ có 5% hoặc là 10%, thì mình thấy rất là tiếc. Vì những phiên nhận định trước đây là từ 2 tuần, 3 tuần trước mình đã nói là Veni chưa có một cái dấu hiệu nào xấu, chưa có một cái dấu hiệu nào xấu. Còn phiên ngày hôm qua và ngày hôm trước thì mình có nói là Veni hiện tại là đang tới cái vùng 1.267 rồi. Đây là một vùng khá là nhạy cảm, nên nếu anh chị em mà mua thì anh chị em cố gắng mua ở nền. Mua ở nền là sao? Mua ở nền thì ví dụ như là DigiWorld lấy lại vùng nền 58 thì mọi người có thể là canh quanh cái vùng này mọi người mua. Là Hà Đô chẳng hạn, quanh vùng 28.3 đây là nền, lấy lại nền thì mình mua. Hoặc là ngay cả cái SP vùng nền là 26.35 và hôm nay test về hẳn 26.15 luôn, thì về vùng này mọi người mua. Đó, nếu mà mọi người mua thì mọi người có thể mua ở nền. Còn mình cũng có hoặc 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 là như vậy nhé, mình cũng có những cái mã ví dụ như là BIDV, mình phím rõ ràng trong trong group nhá, trong group mà không phải là group khách hàng đâu, group cộng đồng ấy. Mọi người thấy cái trend line như vậy, mọi người thấy nó đi như vậy, mọi người liên tưởng tới mã nào mà mấy bữa nay đang làm mưa làm gió, nó đi gần giống Bitcoin, mọi người để ý nè, Bitcoin nè,
sau khi mà nó thoát được cái trendline mà cái xu hướng nó hơi thoái thoải vậy là nó sẽ leo dốc như vậy luôn, nên là rất có khả năng nha, một số mã ví dụ như MB chẳng hạn, đây lúc mà vượt lên trên này là mình đã nói với mọi người là đèn là 21.7 đúng không, đó thì mọi người thấy mình rất là hy vọng là MB nó sẽ tiến thẳng lên trên này luôn nè, là vùng 28.55, 28.55, 28.6. Đây là cái vùng mà mình cũng thường xuyên nói trong những cái phiên nhận định của mình, là mình hy vọng là bên ấy, MB nó sẽ lên cái mốc trên này đó. Mọi người thấy là thường là nó có thể là nó sẽ leo thẳng dốc dựng đứng luôn, có thể là tháng 4 hay gì đó là đạt được, rồi tháng 4 này là mất khoảng một tháng, từ đây lên trên này thì đâu đó khoảng tầm 16% nữa, nhiêu 16-17% nữa thôi. Đấy, nói chung thị trường của mình hiện tại là chưa có, mình khẳng định luôn là chưa có một cái dấu hiệu nào xấu cả. Thứ nhất nhá, là dòng tiền lớn, dòng tiền mạnh. Thứ hai là dòng tiền xoay vòng. Mọi người thấy ngay cả trong các ngành á, là đều thay phiên nhau kéo cả. Kéo từ Blue Chip, kéo tới Mid Cap, kéo tới Penny, đều kéo cả. Rồi, dòng tiến công mình đã có banh kéo lên rồi. Kéo lên để cho Penny vượt khỏi 1.200 rồi. Đúng không? Đã có banh rồi. Tiếp sau đó mọi người thấy là dòng tiến công thép và trứng, thép thì đại diện là Hòa Phát và chứng khoán thì khá là nhiều mã là đang vượt đỉnh rồi, những cái mã rất là mạnh như là FPS chẳng hạn, BSI hoặc là đó, mọi người thấy nè, vượt đỉnh rồi, hoặc là FTS đều vượt đỉnh hết rồi, vượt đỉnh thời đại rồi đó. Và một số mã về ngân hàng cũng thế, và banh trứng thép á, là nó là dòng tấn công, mà dòng tấn công vậy thì thị trường của mình lên á, thì những cái mã này thì thường là nó sẽ đi theo, những ngành này là nó sẽ đi theo, và hiện tại tất cả đang khỏe, mình khẳng định là đang khỏe. Còn việc tham minh nhá, mình nói nè, tham minh có thể là Veni cần phải đi ngang sideways tích lũy lại để cho lên vững bền hơn, vững chắc hơn. Mọi người thấy Benny bây giờ mà Benny cố gắng kéo nữa, mọi người nghĩ dòng tiền đó, mình nghĩ là dòng tiền sẽ không có nữa. Hiện tại một số anh chị em đang đứng ngoài rồi, tại vì không biết mua, không dám mua, nhưng mà mình nghĩ là cứ có nền mua thôi, mình có thể đặt cược, mà thị trường lên tốt thì mình có thể đặt cược nền, ví dụ thị trường xấu thì có thể không dám đặt cược nền, chứ thị trường tốt thì mọi người cứ mua tại nền, mà mọi người chờ đợi thôi, không ăn nhiều thì cũng ăn ít nha. Và còn Thanh Minh thì có thể là đi ngang thôi, điểm số có thể là tích lũy, nếu điểm số tích lũy dòng banh có thể là đi ngang cũng được mà, nhưng mà một số mã mid cap nhỏ lẻ khác, ví dụ hôm nay hôm qua và sáng hôm nay mình cũng nhắn mọi người, và mình những cái phiên trước mình nói là tuần này rất có khả năng là bất động sản và đầu tư công chạy, vì đầu tư công là tuần trước đã lấy được nền rất là đẹp rồi, đầu tư công phe con lấy lại mốc 14.3 sau khi chia cổ tức 100 đồng một cổ đó, hay là LCG chẳng hạn, LCG nền 13.6, 13.6 và tuần này đã test về 13.75 là cũng về tới sát cái vùng 13.6 rồi đó, hay là như là KSB cũng về vùng nền 26.35 đấy, người thấy là hay là HHV chẳng hạn, HHV nền cũng 15.4 cũng lấy lại nền, thì mình nghĩ là đa số là đang lấy lại nền, vậy thì có khả năng chạy. Và những cái dòng này á là những dòng mà người nhớ, những cái dòng này là những cái dòng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều tới điểm số của Benny, tại vì đa số là mid cap và Benny đúng không, hoặc là dòng bất động sản, dòng bất động sản thì ví dụ Dexel thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới gọi là số của Benny nhiều đâu mọi người, ví dụ vậy đúng không, sale này Dex này. Đó. Và mọi người cái quan trọng á, là mọi người phải mua tại nền, mình vẫn nhắc là không nên FOMO, thật ra là FOMO thì có khi ăn lắm, có khi nhiều người thì FOMO ăn, nhưng mà nếu mà thị trường mà đánh mà kiểu như hơi giật như vậy, ví dụ như Dexel mà hôm qua ai FOMO thì cũng đâu có được đâu, tốt nhất mọi người nên mua ở nền nhé. Còn thị trường thì chưa gì xấu cả, thăm minh thị trường thì có thể mình không khẳng định là Vini sẽ chỉnh mạnh đâu, nhưng mà mình thì thôi, Veni nói sao thì mình nghe vậy, hiện tại thì mình vẫn gần như là full hàng, và mình chỉ để lại một phần nhỏ về tiền mặt để mình gọi là lướt thôi, mua trên hàng có sẵn và lướt hay không đó, chủ yếu vậy.
và hầu như là những cái mã mà lần trước mình chốt á, thì mình bắt đầu là mình cũng đảo qua dòng khác rồi, dòng khác cái này mình bắt đầu mình đánh dòng khác nhé. Rồi ok, nói chung thì còn về room khách hàng bên mình thì một số anh chị em hỏi thì hiện tại thì mình vẫn đang nhận room khách hàng, mình vẫn nhận về tư vấn cơ cấu danh mục tài khoản hoặc là ủy thác, hiện tại mình vẫn đang nhận ủy thác của một số tài khoản, và bên mình hiện tại đang có kho long và kho sọt tới không luôn, nghĩa là mọi người mua mọi người có thể trả lại trong ngày, nghĩa là mọi người ví dụ mọi người mua phe con đúng không, mọi người mua hôm nay chẳng hạn ví dụ giá là 14.6 cái nó kéo lên 15.4, mọi người có thể bán ra, mọi người trả lại, mọi người bán ra luôn ở ngay trong ngày luôn, mình vẫn có những cái dịch vụ như vậy, ai cần thì cứ liên hệ mình không có vấn đề gì cả. Còn về khách hàng thì hôm nay mình có khuyến nghị khá nhiều, ví dụ như là Aribank, Ari là mình khuyến nghị từ ngày hôm qua cơ, nhưng mà hôm nay thì chứng khoán Ari nó mới về lại cái vùng 17.6, hôm nay hình như về thấp nhất là 17.7, nói chung về vùng thôi, vùng 17.6 là cái vùng nền mà mọi người có thể mua được đó, thì đây là những cái vùng nền cứng mà ngay cả có một số mã là mình hầu như là mình cam kết là mọi người mua vào tỷ lệ sống của mọi người phải trên 95%, thì mình sẽ cho mọi người mua những cái mã đó, những anh chị em nào mà đi nạp lớn chẳng hạn, đi nạp ví dụ mấy tỷ 10 tỷ chẳng hạn, mình thì không có khách hàng mà lớn lắm ví dụ cầm mấy chục tỷ không có, nhưng mà mấy tỷ thì có, thì anh chị em có thể mua những cái mã này nó yên tâm hơn. Nói chung là làm khách hàng của mình á thì mọi người được cái là mọi người sẽ yên tâm hơn, dễ ngủ hơn. Còn về việc mà ăn theo lần thì thật ra là giàu sang có số và thành bại tại tay. Có thể là mình đưa mọi người 5 mã, có 4 mã tím, mình một mình cái mã đó đỏ cũng có thể. Có thể nhé. Chứ không phải không đâu. Chính bản thân mình đã từng gặp rồi. Ok, và mình bắt đầu mình sẽ đi vào những cái mã ngành và những mã cổ phiếu và những ngành để mình coi như thế nào nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ review lại một số mã cổ phiếu trong các ngành ha mọi người ha. Trước tiên chắc mọi người sẽ xem về ngành banh đi. Ngân hàng thì hôm nay có gì? Hôm nay thì STB thì cái mốc cản của STB vẫn là vùng 32.8, ở trên này trên line mọi người thấy kẻ khá là nét đúng không, có thể break á. Tiên Phong Bank thì vùng này mọi người thật ra á, Tiên Phong Bank vùng này mọi người có khả năng mua được, có khả năng mua được để mọi người có hy vọng là sẽ break được cái vùng mà 20.15 nhé. Còn nếu mà theo thường theo phương pháp của mình á là mình sẽ chờ vượt hẳn 20.15 xong sau đó thì mình mới vào hai lần rồi. MB thì lúc nãy mình cũng nói ở đầu video ha, chắc target vẫn quanh 28.55 28.6, có thể đi sẽ dốc á. VPBank vẫn là một trong những mã có vùng nền khá là đẹp, mình nghĩ sắp tới á đại diện ngành bank vẫn là VPBank. VPBank vùng nền là 19.5 rất là đẹp nha mọi người nhé. Mình phải công nhận là cái vùng nền này của VPBank mình nhìn khá là ưng. MSB thì hiện tại là đang kẹt ở một cái vùng giữa, đó là vùng 15.6 tới vùng 16. Vùng này, vùng 16 này là vùng cản nhé. BIDV thì hôm nay mình cũng có nói đầu video nè. Cái vùng này là vùng hỗ trợ mọi người có thể mua. Và những cái phiên video lần trước mình cũng nói là vùng này là vùng mọi người có thể mua này, 52.1 hoàn toàn có thể mua được BIDV. Techcombank thì đang gặp cái trendline này một xíu, mình nói trước nha, Techcombank nếu mà nó mà vượt được cái trendline này á mà nó lên trên này nè, ví dụ nó vượt lên Vietcombank nhé, vượt lên 106 xong nó retest lại một đó, ví dụ break lên 104 103 gì đó là mọi người có thể mua được quanh 101, 102 được. Không vấn đề gì. Techcombank thì đang gặp cản một xíu. 3 tuần gặp cản thì cũng đang hơi hơi gọi là hơi đứng lại thôi.
Nhưng mà mình thấy với cái xung lực này thì chắc Techcombank sẽ lên lại vùng 45.4. Mình nghĩ tuần này có khả năng Techcombank sẽ vượt được. CTG nhá. CTG thì như hôm qua mình cũng nói rồi. Về khung ngày thì có những phiên đó là có break lên được cái vùng trên. Nhưng mà khung tuần thì chưa có phiên nào là break lên được. Tuy nhiên thì mình vẫn có cảm giác là có thể là CTG sẽ đi chung với lại Vietcombank hay Techcombank ở cái nhịp này. SHB thì vẫn đang kẹt ở cái vùng giữa thôi. Vùng đây là vùng 12 và vùng 11.8 tầm này. Thật ra nếu mà ai mà muốn cược SHB break được vùng này thì mình nghĩ cái vùng này mọi người vẫn mua được SHB nhé. Mọi người cược thôi, cược break lên thôi. Còn cùng lắm, thật ra đó, cùng lắm là ví dụ xuống 11 mọi người có thể là cắt chẳng hạn. Không có vấn đề gì. ACB thì vẫn đang sideways ở trên này. Nếu mà sideways đủ nha thì có thể tuần này vượt được, vượt đỉnh. OCB vùng nền chính nhé là vùng 14.5. Vùng hỗ trợ, còn vùng cản thì hiện tại đây là 15.8. OCB thì cá nhân mình nghĩ OCB sẽ là một trong những mã ngân hàng cũng có thể là sẽ đua trong cái thời gian sắp tới đó. Banh vẫn khỏe nha mọi người. Liên Việt Postbank vẫn đang sideways ở vùng đỉnh. Chưa có gì thay đổi. Các mã ngân hàng mình nghĩ nếu nếu có được chỉnh nhá, mọi người mua vẫn ok. Mọi người thấy cái nền mà mình mới xóa không? Cái vùng nền này nhá. Đây. Vùng này đây là vùng hỗ trợ 21.3, là vùng nền chính của VIP. Hôm nay thì về thấp nhất là 21.6. Xong sau đó kéo rút chân lại lên 22.1. IB là một trong những mã mà mình nói thật là đánh rất là mafia nhé. Mình nói trước ai đánh IB thì nên cẩn trọng một tí. Còn về kỹ thuật thì IB hiện tại là đang ở vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ của IB đây là vùng 18, 17.9, 18. Và nếu mất vùng này thì IB sẽ về xuống vùng 17.3 nhé. Vùng 18 đó là vùng hỗ trợ. Còn mua thì mình sẽ không khuyến nghị mua con này đâu. Không khuyến nghị. Tại vì nó đánh không theo dòng, nó đánh solo mà. Có thể là cái dòng xanh tím nó đỏ là chuyện bình thường. HDBank mọi người để ý nè. Sau khi vượt đỉnh đúng không? Hiện tại là đang sideways quanh vùng đỉnh. Có retest lại cái vùng đỉnh cũ rồi. Thì nếu mà đánh theo mọi người á, nếu mà mọi người là học viên của mình hoặc là thường theo dõi mình á từ lâu rồi thì mọi người biết là mình có một cái cách đánh, đó là đánh theo sóng N. Sóng N thì nếu như mà đánh theo sóng N đúng đúng không? Thì HD có thể là target lên vùng 30 31 vẫn được. Thật ra mọi người đừng, nhiều anh chị em mà mới xem video có thể nói mình ngáo giá. Ok, mình chấp nhận. Nhưng mà cái sóng N này á, là một trong những sóng mà mình học về phân tích kỹ thuật á, mình thấy sóng N target rất là tốt. Ví dụ như FLT chẳng hạn, lần trước mình cũng có target lên vùng 140 mấy nè, 140x á, mình hay nói là vùng 114x thì cũng đã lên được rồi. Thì đây là vùng target và vùng này thì mình sẽ không tham gia. FLT có kéo lên thêm ví dụ lên 157, 16x là mình sẽ không tham gia nữa. Vùng này là vùng mình hầu như là mình đạt target. Đạt target từ lúc mà mua ở đây. Mọi người thấy là cái hỗ trợ, cái vùng hỗ trợ này nó báo cho mình rất tốt đúng không? Vùng 52.3, 52.6, 52.3 này. Đó. Vùng này là hỗ trợ rất tốt của FLT. Và FLT là một trong những mã rất là mạnh. Ở cái thời điểm mà năm 2022 là được sụp rồi á. Là FLT không có bị mất cái đường line này. N nhé. HDBank vẫn có thể lên được cái cao. Rồi mình sẽ coi về một số mã về đầu tư công chẳng hạn, ví dụ như cái SB. Lúc nãy mình nói rồi ha. À, lúc nãy nói đầu tư công gần hết rồi. Cái SB là 26.35 nè. Cái con đúng không? Cái con nền lần này nhá, 14.3 nhá, nền rất là cứng của phe con. SHV thì nền 15.4. VCG
Thì nền hiện tại đợt này đang xây đó là nền 26 24.6 và cạn nhịp này là 27.8. PCG hơi yếu so với dòng. LCG nếu mà đánh nhá, nếu mà đánh mọi người có thể là chọn giữa LCG này và chọn phe con cũng được. Phe con thì có thể là target gần là lên 17.6. LCG thì hiện tại đây nó khá là thoáng, là target lên 15.4 được. Và CI thì vùng này thì target chắc lên 20.5 là target ngắn. Bất sản và bất động sản khu công nghiệp thì cái BC đang chạm vào cái vùng biên thôi nên là có phản ứng. Còn nói mọi người mà đua theo giá này thì mình sẽ không nói mọi người mua đâu, không khuyến nghị. Mình chỉ nói mọi người mua ở nền, để mình được rồi là mình nói ha, 30.2 nè là một nè. Và cái vùng vừa rồi á, tuần vừa rồi mình cho mọi người là 31.2 là cái vùng này. Còn hiện tại là mình sẽ không có khuyến nghị nữa. Long Hậu vẫn giữ được cái mốc nền rất là tốt, đó là vùng 34.55. Đây sẽ là vùng mà mọi người có thể mua được. 34.55. Hôm nay thì về thấp nhất là 35.05. Tiếp hôm nay bị cục đâu à? À, tiếp hôm nay bị cục đâu một tí. Tiếp thì cái vùng nền của tiếp là vùng 26.6 nhé. Còn cản thì mình có kẻ sẵn này là 30.1. Hôm nay thì có lên cao nhất là 29.5. Tiếp đánh nét nhỏ nhỏ thì đánh được. SSC thì vẫn đang hơi phản ứng lại với lại cái đường này. Nhưng mà nếu mà break ra khỏi đường cái đường line này thì mình nghĩ là SSC chắc tăng dựng đứng là có. SSC thanh khoản dạo này cũng khá là tốt. Cực kỳ tốt luôn. Mua thì ở đây thật ra mua, nếu mà mua mua ở đây thì mình sẽ không khuyến nghị mọi người mua đâu. Và ngay cả mọi người nếu như mà mua mà nền á, mọi người ví dụ Long Hậu gần gần nền mọi người mua được nè. GVR thì tới cạn rồi, cạn 30.65 mình kể trước ha. Hôm nay lên được 30.75. Được đâu. Nói chung có nền thì mua, còn không có nền mình sẽ không khuyến nghị đâu ở cái nhịp này. Thanh Điền thì đợt này chắc mình nghĩ target đâu đó khoảng 38.3, mình sẽ kẻ thẳng ở đây luôn. Ai muốn móc phốt mình thì nhớ chụp màn hình lại nhé. Rồi coi mấy mã về bất động sản, coi Nhật Từ Liêm. Nhật Từ Liêm thì nếu mà retest lại vùng này mọi người có thể mua nè, 32.4 nè. Đừng đua 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 mệt lắm. Odeco thì hiện tại là đang ở phía dưới này thì mình không có thích Odeco so với một số mã. Ví dụ Dexel là nó đang ở vùng trên này. Odeco thì gặp, ví dụ tăng lên một tí thì sẽ gặp cái vùng là 33.15, đây là vùng cản tiếp theo. Còn tuần này vẫn đang gặp khó khăn tại cái vùng 31.5 á, hy vọng là tuần này phải đóng được, đóng nến mà trên được cái vùng 33.2 thì tốt quá. Thì tuần sau sẽ tăng tiếp. Đích đích cũng vậy, đích khá thoáng. Tuy nhiên thì hôm nay thì nhóm bất động sản lại bị xìu lại, xìu hơi quá tay. Ngay cả như ngày hôm qua á, mà kéo nhóm bất động sản lên nhưng mà kéo cũng không có mạnh thì mình thấy khó đánh lắm. Đích thì nếu mà ai mà đánh theo kiểu tăng trưởng á, mọi người có thể mua ở 27.4. Còn nền nhịp vừa rồi vẫn là 26 thôi. Nếu mua ở 27.4 nha mà mất 26.5 á thì mọi người nên cắt. Đánh theo kiểu lướt lát á. Sell thì vùng nền 22.25 nhé. Vùng nền nhịp này. Nhưng mà đánh ở trong này thì không biết là có bứt lên được cái vùng này không. Vùng cản của sell hiện tại đây là 23.5. Mình vẫn hy vọng là cái mã bất động sản sẽ có một cái nhịp tăng tốt. Second deal thì ở khung khung ngày á thì có break lên khỏi cái vùng nền rồi. Là vùng nền là 27.28 rồi. Tuy nhiên ở cái khung tuần thì cũng chưa có xác nhận được ở khung tuần. Nên là mình không biết được là Second Deal có ý định như thế nào đây. Mọi người để ý nè. Cái vùng của Second Deal mà 7.3 nó khá giống với một mã. Nó sẽ giống với đất xanh ở vùng 14. 14.8 là vùng dưới này. 14.3, 14.8.
nói vậy cho mọi người hiểu, hoặc là guess guess vùng 14, vùng 14.15 đây nhá, thì mọi người có thể so sánh. À, hôm nay 577 tím, 577 là con của C nhé, của C mình cũng để trong cái khu vực của bất động sản, công nghiệp, điều gì nó cũng có nhé. Đất xanh, đất xanh thì cái vùng nền là 18.2 và mọi người thấy là hiện tại là đang đi 18.2 với 18.8 này, cũng chưa có thể hiện rõ sức mạnh của bất động sản đâu. Nhưng mà tuần này thì mình vẫn hy vọng, rất là hy vọng bất động sản có những cái nhịp đánh tốt, bẻ những cái chạc lên, bẻ hẳn cái chạc lên. Hoàng Quân, à, Hoàng Quân đang thấy anh em cũng đang hô hào phát hành quyền mua giá 10, không biết thực hư sao. Đánh theo kỹ thuật thì như vậy thì mình sẽ không mua. Nền của Hoàng Quân đang là 4 nhé, nền cứng thì Hoàng Quân đánh như vậy thì cái nền mà cứng hẳn thì không có đâu. Cái mã bất động sản đang rất là muốn lên rồi nhé mọi người nhé, mọi người chú ý. TCH cũng đang 13.7 nè, và đang cản. Đánh chỗ này thì không biết là mình nhìn thì có vẻ là muốn vượt đó. Không biết là ngày mai bất động sản có đánh không? Khả năng cũng cao là ngày mai sẽ đánh bất động sản. Thép thì mọi người thấy Hòa Phát vẫn đang ở trên đỉnh ở trên này rồi. Hòa Phát thì cản, mình vẫn đang còn để một số hàng. Hôm qua thì mình có ra Hòa Phát tại 31.4 rồi. Còn mình một phần thì mình đang để, mình còn một nửa đang để lên khoảng 32.2 thì mình bán tầm đó. Mình sẽ không giữ nhiều đâu. Nam Kim, Nam Kim thì tuần này hy vọng lấy lại cái vùng nền 24.2 thôi, 24.1, 24.2 thì nó đỡ đỡ áp lực hơn. Hoa Sen vẫn đang biên nhá, 22.3, 24.1. Hôm nay có con bom. Bom này thì nói chung đầu cơ, siêu đầu cơ rồi. Thì mình không nói. Hoa Sen mình vẫn nghĩ là mình vẫn rất là hy vọng Hoa Sen bước được lên khỏi 24.1. Với cái chạc này thì nếu mà kéo thì cũng khá đó. Dầu khí thì mọi người thấy rõ ràng trong cái thời buổi mà đánh theo dòng tấn công đúng không? Dầu khí hầu như là bị quên lãng. Đánh thì vẫn cho mọi người mua. Ở đây thì chỉ có BVD thôi. BVD thì đang có một cái vùng cản đó là 33.2. Vẫn đang có BVD là giữ nhịp thôi. Còn lại đa phần là ngày hôm nay mọi người thấy là đều đang thoái lui. Thấy nó cũng không có mạnh hẳn. Như những lần trước dầu khí mà đánh là mọi người hầu như là mọi người không có mua được. Biên thì ví dụ BVS đúng không? Thì vẫn có dư địa lên được 44. Đó, còn cái biên ở phía dưới hỗ trợ là 35.8. BVC thì cũng đang có hỗ trợ phía dưới là vùng 14.9 luôn. Tuy nhiên thì mình vẫn, thật ra BVC nếu mà giờ mà lên khoảng 15.6, 15.8 á, là mình sẵn sàng mình tán BVC. Mình đang có một ít. Lần trước thì mình mua là tại vì là mình sợ là thị trường nó sẽ điều chỉnh lại thì cái nhóm này nó sẽ lên. BVD thì hỗ trợ nhịp này chắc quanh 30.3. Hôm nay có nhóm điện cũng phục hồi tăng khá tốt nè. B số 1 cạn nhá, 29.7. NT2 thì từ cái vùng 25.3 thì tăng lên đây cũng được ít rồi. Lên 27.3 đây là vùng cản. RI thì mình nghĩ chắc lên 65. Trên này cũng có vùng cản. Mọi người để ý là dòng điện mấy bữa nay cũng đang thấy phục hồi khá tốt đúng không? Nhưng mà mọi người thấy là nên chọn. Thay vì chọn bao, mọi người chọn NT2, mình vẫn nói vậy. Bao cực kỳ nặng mông luôn, vẫn đang ở vùng dưới. Hầu như là đang mấy mã điện là đang đánh ở phía trên này xíu rồi, bao vẫn đang ở vùng dưới. Ghét thì vẫn chưa có vi phạm nhưng vẫn chưa có đánh. Ghét thì để coi thanh khoản cũng khá nhỏ nha. Hỗ trợ thì vẫn đang quanh loanh quanh đây thôi, 13.15.
DFC vùng nền 25.6 vẫn đang thể hiện tốt cái vai trò của mình. Và cái mốc cản tiếp theo thì mình có thể là mình dời lên trên này xíu nữa đấy, là 28.9, đây sẽ là mốc cản tiếp theo của BFC nhé. BFC thì thanh khoản không có nhiều đâu, ai mà anh chị em nào nắp to thì mình có thể đánh đánh mã khác trong dòng, ví dụ như là mình có thể là đánh Đại Phú Mỹ, Đại Cà Mau thôi. Đại Phú Mỹ thì tuần này mở gap ở trên nền, mở gap ở trên 35.1 thì mình thấy 35.1 hiện tại là đang hỗ trợ. Anh em nếu mà mua thì có thể, nếu mà mua thì nhiều khi mua và nó đánh như Ma Sang. Mọi người để ý Ma Sang hôm nay nó đi dịch cục vậy đúng không? Xong nó đánh một cây lên hẳn. Đạm Cà Mau thì khỏe hơn nhưng mà Đạm Cà Mau thì sẽ gặp một cái trend như vậy. 36.6. Last Last thì vẫn target tiền cổ thôi, chắc cũng 23. Còn nền nè, 18.9 đang hỗ trợ nhé. DDV thì đang gặp cản một tí tại vùng 12.3. Lên được 12.3 mà vượt được thì target lên 17 luôn. Đức Giang mình vẫn target lên chắc quanh 18. Đợt này mới lên 15 à. Mình nghĩ vẫn quanh đâu 18 trên này. CFV cũng vậy, cũng target đỉnh cũ thôi, khoảng 63. Nền thì chắc chắn mình sẽ không nói mọi người mua ở đây rồi. BCG. BCG tuần trước mình cũng có nói à. Cái vùng nền của BCG dưới vẫn đang, mọi người thấy cái trend like chéo này, mọi người thấy giống mã nào? Giống tụi con bao nè. Rồi ghét điện Gia Lai á, cũng cứ ở dưới này. Mọi người mua thì vẫn có ăn, nhưng mà còn nếu gãy hay không thì chắc chắn mình sẽ không biết rồi. Nhưng mà mọi người có thể cược nếu mọi người thích. Thích mã này, thích về câu chuyện doanh nghiệp chẳng hạn. Còn cạn nhịp này của BCG đây là 9.77 á. Net này thì nói chung mua ôm thì được. Khách hàng của mình cũng đang mua hơn 10 tỷ cái này. 10 tỷ. Giá trung bình là 4.6. Hôm nay mình coi mấy mã bán lẻ coi. Mà sang hôm nay tím à. Và thoát được cái trend line, mọi người để ý cái trend line này ha. Thoát hẳn luôn. Mình thấy Ma Sang vẫn đẹp á. Nền của Ma Sang lần trước mình cho mọi người từng từng nền đúng không? Nền đầu tiên nè là 63. Nền tiếp theo là 64, nền tiếp theo nâng nền lên là 67. Và tiếp theo nữa nâng nền lên nó là 70. Đó, và bây giờ thì hết nền rồi. Bây giờ là đang gặp cản một xíu ở vùng 76 thôi. Nếu mà vượt hàng 76 thì mình sẽ có cái vùng 76 sẽ là vùng hỗ trợ lâu dài của Ma Sang. Và Ma Sang sẽ hướng tới những cái cột mốc ví dụ như 91. Những cái mã này sẽ quay lại những cái thời hoàng kim luôn. Mình nghĩ sẽ quay lại thời hoàng kim. Và hiện tại mọi người thấy nhá, mình vẫn nói là mọi người để ý là đang xoay tua. Nghĩa là vừa rồi đúng không? Kéo đi DigiWall, xong rồi đi DigiWall ngừng thì kéo tới thế giới di động. Thế giới di động khung tuần hiện tại đang rất đẹp nhá. Chỉ là chỉ cần khung tuần mà đóng ở nến ở đây thôi thì tuần sau mọi người sẵn sàng mọi người có thể mua ở vùng 59. 59.2 là mọi người mua tẹt ga cho mình. Không sao cả. Tuần này chỉ cần đóng ở trên giữ được cái mốc 50 này là quá đẹp cho thế giới động. FPT thì hiện tại đang trên đỉnh đây. FPT ví dụ mình kẻ một cái trendline như vậy đúng không? Nếu mà kẻ như vậy đi, thôi mình kẻ như vậy đi. Thì mọi người có thể mua ở vùng 108 chẳng hạn. Và mọi người target cao hơn, target tới đâu mà mọi người gọi là mọi người ăn miệng ai to hơn thì người ta ăn nhiều thôi, kiểu vậy. PNG cũng vậy, bây giờ PNG muốn mua thì quanh 93 mua cái này nè. Bét bán lẻ dịch vụ lọc khí, bét này thì nếu mà đánh theo kiểu mà bán lẻ đúng không, thì mình sẽ chọn những mã đầu ngành, ví dụ DigiWall vùng 58 rất là đẹp, rất là ổn, cực kỳ ổn đó, kiểu vậy. Mình sẽ chọn như máy này. Mọi người nói là mình sẽ chọn thế giới động hay là DigiWall thì mình vẫn hơi hướng về DigiWall hơn nhé. VRE thì mình không đánh. VRE hiện tại mọi người thấy, để mình zoom lên nhé, đang có phản ứng này với những cái mốc cạn này, ví dụ như là
cái mốc là 27.6, còn giờ là đang cái mốc ở dưới này là 26.8, là những cái mốc cạn của VRE. Và cái mã này đánh khó lắm mọi người, thật sự đã đánh rất là khó. Mà sang này VRE nè, những cái mã chủ VIX nè, Vinhome nè, đó mọi người mua bán rất là khó. Novaland mua mua bán nó khó chịu lắm. Và VRE mọi người thấy đánh giật đùng đùng lên xuống như vậy, đánh rất là khó. Nên là nếu mà chọn á, chọn trong cái dòng bán lẻ thì mọi người có thể chọn, thường là mình sẽ chọn nhé, Visual này, FRT nè, Thế Giới Động cùng lắm, ví dụ Thế Giới Động đánh vẫn tàn tàn thôi nhưng mà vẫn chọn được. Hay là PNG thì mình sẽ không đánh, PNG đánh khó, PNG đối với mình đánh đánh cực kỳ khó luôn, tại vì mình sẽ không có thích cách và đi nến như vậy, là quá nhiều râu râu trên râu dưới, và khi nào lâu lâu giật làm cái đùng phát mọi người thấy giảm phát giảm từ 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 cưa cưa dần dần khó chịu lắm. Mà sang mình từng đánh rồi nhá, mình từng đánh rồi, mình ăn có mấy phần trăm, mình ăn từ cái nền 63 mình ăn lên 67, mình té 67 68 70 mình trải. Nên là nói chung thì mọi người, thì mình chắc chắn là mọi người sẽ có một cái mã nào đó nó sẽ có dớp, nghĩa là mọi người mua xong á có thể là hầu như là không ăn được cái gì, hầu như mua lần nào cũng lỗ, mặc dù cổ tốt doanh nghiệp tốt mọi người mua khi nào cũng lỗ kiểu vậy luôn. Hoặc là sẽ có những mã nào đó mọi người mua cảm giác mình mua rất là dễ chịu đúng không, mua xong cái ngày hôm sau tự dưng nó tăng nhẹ nhẹ lên, xong tự dưng mình mua lần nào mình mua cũng có ăn cả, không ăn ít thì ăn nhiều đó. Nhưng mà đó nếu mà có nền mọi người cứ vào cho mình, còn khi nào mất dớp rồi mình tính nhé, còn khi nào còn những mã mà đã có dớp rồi thì thôi, nếu mà tâm linh mình né né qua một tí hoặc là khó đánh quá thôi mình đừng có, người ta kêu là chịu đấm ăn xôi thôi mình ăn thôi, mình đừng chịu đấm cũng được mà đúng không kiểu vậy. Còn ai muốn chịu đấm á, Ma Sang nền mới 72.8 nha. Vận tải biển Ximenez hiện tại là đang cũng, mọi người biết là cái cước vận tải á hiện tại là tăng hơn 10 lần, kinh khủng không, tăng hơn 10 lần từ cùng cùng kỳ năm trước là 2023, 2022 cuối 2022 đầu 2023 tăng 10 lần rồi đó mọi người. Nên là Ximenez đúng không, nếu về cái vùng mà 77 mình nghĩ mọi người mua được không sao cơ. Để đây mọi người mua cùng lắm, nếu mà nó quay lại cái trend này mọi người cắt cho mình là xong, không có vấn đề gì cả. Những mua những cái trend này mình theo kinh nghiệm của mình thì nó cực kỳ an toàn luôn, nó sẽ an toàn hơn cái kiểu mà trend như vậy nè, cái line mà như vậy nè đó nhá, hoặc là trend cũng trend đi ngang vậy nhưng mà trend ở trend line phía dưới này, ví dụ cái trend dưới này, ví dụ là trend dưới này đó, ví dụ vậy. Mua ở dưới này không an toàn nhá, mua mà kiểu như vực đỉnh mà mua ở trên này mình thấy an toàn hơn nhiều, cá nhân của mình thấy vậy. Cùng lắm xuống thì chắc là xong, thường nó sẽ không đánh làm cái bục xuống đâu, nó đánh xuống đây đúng không, nếu mà mất trên nó đánh xuống đây xong nó cần dịch lên phát nữa cho mọi người ra hàng, quan trọng là mọi người có ra hàng hay không, hay là mọi người lại kêu là thôi lên đây thì chắc nó vượt lên nữa đúng không, quan trọng mọi người có ra hàng hay không. Nên là thường là mình có khá là nhiều kèo, mình có thể sẵn sàng và mình có thể mạnh mẽ mình nói là phải trên 95% xác suất sẽ ăn, sẽ sống sống cái đã rồi tính tới lại này kia sau. HAH vẫn khỏe và ở cái nền chính của HAH hiện tại vẫn đây là vùng 38.5, còn vùng này thì thật ra nếu có nhịp chỉnh thì mình cũng không chắc là HAH có về cái nền này hay không, nên là ở cái vùng này thì mình không có khuyến nghị mua HAH nữa, nếu mà mua chỉ mua nền thôi, ở đây thì hơi lưng chừng. VOS thì mình vẫn hy vọng sẽ có một cái kết tốt đẹp thôi, mình vẫn đang cố gắng mình đánh mã này lên cho một vài tài khoản. À, PVT thì nhịp này mình thấy ăn theo dòng dòng vận tải nhiều hơn là dòng dầu khí. PVT thì đây khó đánh lắm, PVT thì một trong những mã khó đánh cực kỳ luôn. Cái nền nhỏ xíu của PVT đang là 26.5 nhé, đây là nền hỗ trợ, mất thì mình nghĩ là mọi người nên cơ cấu.
PVT cũng khó đánh chứ không dễ đánh đâu. Đây là kho lon của bên mình, hiện tại là đang có những mã này. Lon sọc tới không, nghĩa là lon cái mọi người bán trong phiên luôn. Phí cũng khá là thấp, ai thích thì có thể liên hệ mình. Rồi ok, hôm nay chắc mình sẽ review, mình review khá là kỹ đúng không? Hầu như là tất cả các mã mà anh chị em mình có hỏi trong trong phiên, anh chị em mình hỏi trong Zalo hay là tin nhắn thì có nhắn cho mình những cái mã đó. Thì mình nghĩ mình vẫn nhiều quan điểm vậy thôi, mình đúc kết lại cái phần đầu đó là venue của mình á. Nếu mọi người muốn mua, ai mà còn tiền thì mọi người có thể là tuần này mã nào mà có nền lấy lại nền, nó khỏe thì mọi người mua, thì mọi người tránh FOMO. Và nếu mà mọi người đã quyết định, mọi người giữ tiền và mọi người chờ một nhịp sập á, thì mình nghĩ tới tuần sau mọi người bắt đầu, mọi người chờ những cái nhịp sập mọi người mua là vào giữa hoặc là cuối tuần sau, chứ đầu tuần sau mà mọi người FOMO là cẩn thận nhé, hay nhiều khi về không kịp đâu. Rồi ok rồi, mọi người cho mình xin một like một subscribe nhé, và xin chúc mọi người ngày mai có một phiên giao dịch thật là nhiều may mắn. Ok, ai cần về ủy thác tư vấn về chứng khoán thì có thể nhắn mình qua Zalo và thông tin bên dưới. Bên mình có nhóm cộng đồng của mình cũng để ở bên dưới nội dung luôn. Và ai muốn đánh kho lon kho sọt T0 bên mình có luôn, mình sẽ nhắn, ai cần thì cứ inbox mình thôi. Ok vậy nha mọi người nha, bye bye.